Tôi đã trở lại. Và hôm nay tôi sẽ review một cái phim. Cái phim đó là cái phim ngày nào cũng có và thích coi giờ nào thì vào các group tuyển dụng coi. Đó là bộ phim Mắc Mờ. Đó là cái câu chuyện nó xoay quanh giữa người tuyển dụng và ứng viên. Quý vị tuyển dụng post một cái bài tuyển dụng gì đó thì làm ơn điền đầy đủ thông tin. Cái đó được gọi là tôn trọng nhau, điền đầy đủ thông tin, chứ đừng có vô thả một cái bùm cái mình cần tuyển edit. Trời đầu làm ở đâu, lương nhiều, ủa mà edit cái gì, rồi liên lạc làm sao, inbox không thấy trả lời đó. Thì tôi thừa hiểu các bạn làm như vậy là để mọi người vào comment để cái bài viết của bạn trồi lên trên đó. Thì nhưng mà các bạn sai ở chỗ là như thế này. Thứ nhất, công việc của các bạn như thế nào các bạn cũng không show ra. Rồi thứ hai nữa là mức lương như thế nào các bạn cũng không show ra. Dù cho cả 100 người vào comment mà bạn trả cái mức lương giống như phụ hồ hoặc là xe ôm thì thực sự đó là bộ phim mắc mờ. Do you know? Thì cái ngắn gọn, một cái bài tuyển dụng ngắn gọn để những người cần việc tìm đến đó là cái gì? Thứ nhất, ở đâu? Thứ hai, cái công việc chính là công việc gì? Ghi rõ ra luôn, nó không dễ ẹt rồi. Đa số các công ty thì thường thường tuyển edit rồi về làm quay sản phẩm hoặc là quay review hoặc là quay mấy cái talk về cái sản phẩm hoặc là quay mấy cái clip ngắn ngắn 6 giây, 10 giây về sản phẩm đó để chạy quảng cáo. Ví dụ như bên spa thì có mấy liệu trình, nói thiệt chứ làm mấy cái đó nó chán lắm. Ngày nào cũng liệu trình, nhìn thấy mấy cái bụng, nhìn thấy mấy mỡ, nhìn thấy mấy cái thẹo má gươm. Thì đó, thứ nhất là làm gì, ở đâu và lương như thế nào. Làm gì nè, ở đâu nè, lương như thế nào nè. Tôi dám chắc nếu cái công việc của các bạn có người họ cảm thấy phù hợp thì họ mail cho các bạn hoặc là gọi điện thoại cho các bạn hoặc là đến công ty các bạn để xin làm. Vô comment chi, comment nhận job description. Tôi thử comment rất là nhiều cái bài post như vậy và tôi nhận được là thẩm mỹ viện, làm gì liệu trình, live stream. Tôi không biết là chim, nói thiệt. Rồi còn cái kiểu mà như vậy nữa nè, tuyển đạo diễn, hỗ trợ cơm trưa, tiền dưỡng xe. Trời ơi má ơi, lương đạo diễn không đủ ăn cơm trưa, không đủ tiền dưỡng xe hay sao mà phụ cấp cái đó nữa trời. Cái nghề này thật sự nó khác cái những cái công việc văn phòng của các bạn, là nó mất sức rất là nhiều, nó tốn nước xám rất là nhiều và có rất nhiều người bị kiệt sức vì cái nghề này. Đó là mình làm việc không điều độ, chạy deadline của một cái project nào đó thì bắt buộc, cái điều đó là điều bắt buộc, mình không có than vãn gì cả. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và đột quỵ, đó là chuyện bình thường. Trong cái nghề này thì vòng vòng những cái người mình biết chứ, thì một năm đột quỵ khoảng 2 đến 3 người, tự nhiên đi làm về lăn đùng ra ngủ luôn, đéo dậy nữa. Nó là vậy. Làm ơn. Và điều cuối cùng, một bộ phim rất là mắc mờ, chúng ta không ai muốn coi bộ phim mắc mệt đó.